Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay. Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh này nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Ngày thám Tây Ninh 74, ngày thám An Giang 51, ngày thám Bình Thuận 92 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay. Thank you.
Giải đặc biệt Tây Ninh 915-719, giải đặc biệt An Giang 061-291, giải đặc biệt Bình Thuận 444-605. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi ngoại thử số miền Nam lần sau.